Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm và nộp bài tập môn lập trình hướng đối tượng trong hai trang web giới thiệu về lập trình hướng đối tượng như là trang web về lịch học của các nhóm. Các bạn có thể tìm thấy cái link để nộp bài tập. Thì trong trang web giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, các bạn kéo xuống dưới phần bài tập, các bạn sẽ thấy đây là assignment bài tập, đây là cái đường link. Đấy, tương tự như vậy bên nhóm học lịch học thì các bạn kéo xuống dưới nơi chỗ cái tương ứng với cái ngày mà giao bài tập thì các bạn cũng sẽ có cái đường link đó. Các bạn bấm vào đường link này. Nếu như đó là lần đầu tiên các bạn bấm vào thì các bạn có thể xảy ra một trong hai trường hợp. Một là nếu như các bạn đã có tài khoản của Tích Hợp rồi thì nó sẽ hỏi để được phép truy cập vào cái tài khoản của Tích Hợp của bạn. Còn nếu như mà chưa có thì nó sẽ đưa thẳng vào, và lúc đó bạn tốt nhất là bạn nên tạo tài khoản ở trên hệ thống Tích Hợp trước, sau đó thì các bạn vào để chấp nhận. Ở đây thì tôi đã có tài khoản rồi và tôi đã đăng nhập vào rồi, cho nên là lúc này nó sẽ hỏi tôi cho phép mà Tích Hợp Classroom truy xuất vào cái tài khoản của tôi. Và bây giờ tôi chỉ việc bấm vào chấp nhận. Sau khi chấp nhận xong thì nó sẽ chuyển vào cái trang web của Tích Hợp Classroom, môn lập trình hướng đối tượng, và đây là cái nơi để tạo ra cái kho cho bài tập, là cái nơi các bạn sẽ lưu trữ cái kết quả làm bài tập của các bạn. Các bạn chỉ việc bấm vào nút Accept This Assignment. Sau khi vào Accept This Assignment xong thì các bạn sẽ nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái kho, và đây là cái địa chỉ cái kho. Các bạn bấm vào đây để vào cái kho. Cái kho này được tạo ra thì nó nằm ở trên hệ thống của Tích Hợp, có nghĩa là nó nằm ở trên server của Tích Hợp. Bây giờ các bạn cần phải lấy cái kho nó về. Thì để lấy cái kho về nơi máy của các bạn thì các bạn đầu tiên là các bạn phải truy cập vào trang web có tên là desktop.com, và lúc này các bạn sẽ thực hiện download. Ở trên máy của tôi là hệ điều hành macOS cho nên nó sẽ là download for macOS, còn máy của các bạn là hệ điều hành Windows thì nó sẽ là download for Windows. Các bạn đã tải cái bản tương ứng về. Đó. Tiếp theo, sau khi các bạn đã tải desktop Tích Hợp và cài đặt cái ứng dụng đó vào trong máy của các bạn thì các bạn có hai cách để lấy cái kho của các bạn trên Tích Hợp xuống nơi máy. Bằng cách là cách thứ nhất là các bạn vào cái trang web của cái kho của các bạn, sau đó các bạn bấm vào nút setup in desktop. Hoặc là cách thứ hai đó là các bạn truy cập mở cái ứng dụng Tích Hợp desktop trên máy tính ra. Đó, thì đây là cái giao diện của ứng dụng Tích Hợp trên máy tính của các bạn. Trong hệ điều hành Windows thì cái phần menu ở phía trên này thì nó nằm ở dưới, đây là trong hệ điều hành Mac cho nên nó nằm ở thanh menu ở phía trên như thế này. Tuy nhiên sự khác biệt sẽ không lớn lắm. Ở đây trên giao diện thì các bạn sẽ thấy là cái phần chính giữa này chúng ta sẽ có, đây là một cái nút lớn, các bạn bấm vào đây thì bạn sẽ thấy là danh sách các kho đã có ở trong máy tính của các bạn. Các bạn muốn xem nội dung kho nào thì bấm vào đó. Cái thứ hai đây là các bạn xem các cái nhánh, các cái branch trong cái kho mà các bạn đang xem. Ví dụ như trong cái kho này tôi có tất cả là bốn cái nhánh làm việc. Và bạn cũng có thể trong này bạn có thể xem các cái pull request. Cuối cùng là ở đây chúng ta có một cái nút là nút cho phép chúng ta lấy dữ liệu từ trên Tích Hợp xuống, là flash origin, hoặc là đẩy dữ liệu từ máy tính của các bạn lên trên kho của Tích Hợp. Cái tên nó sẽ đổi thành là push. Rồi ở đây khi các bạn xem một cái kho nào đó thì ở bên dưới này nó có cái ngang khung lớn, nó chia làm hai phần. Phần bên này hiển thị những cái thay đổi, nếu có những thay đổi thì nó sẽ hiển thị lên ở đây. Và cái thứ hai thì chúng ta xem được cái lịch sử các cái thay đổi trong cái nhánh mà chúng ta đang xem. Ví dụ như hiện tại chúng ta đang xem cái nhánh này đó, thì tôi sẽ thấy được cái
lịch sử của nó. Với mỗi cái thay đổi như vậy thì cái khi các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy được cái cụ thể những cái thay đổi đó là gì. Tương tự giao diện bên cái phần change cũng nó cũng sẽ như vậy. Ở đây bây giờ là cái cách chúng ta sẽ lấy cái kho từ trên GitHub xuống máy của chúng ta, thì các bạn vào cái menu file, các bạn chọn clone repository. Rồi ở trong này thì các bạn sẽ duyệt qua được tất cả các cái kho mà bạn có ở trong cái tài khoản thiết lập của các bạn. Ở đây các bạn chỉ cần việc gõ tên của cái kho. Rồi và các bạn chọn đúng tên kho của các bạn. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cái đường dẫn để mà các bạn lưu cái kho các bạn xuống. Ở đây tôi sẽ lưu vào cái thư mục tích hợp này. Rồi sau đó chúng ta bấm clone. Rồi như vậy là ở đây chúng ta đã clone cái kho của chúng ta từ trên GitHub xuống máy tính, và nó hiển thị ra ở đây là cái hiện tại chúng ta đang ở trong cái kho bài tập ngang level mẫn. Cái brand của chúng ta chỉ là master thôi. Và ở đây chúng ta có cái nút lập public branch. Rồi lúc này bây giờ chúng ta sẽ làm việc, thì khi chúng ta làm bài tập thì chúng ta sẽ lưu các cái file chúng ta tạo ra trong quá trình chúng ta làm bài tập vào trong cái kho này. Thì đầu tiên là để các bạn truy cập vào cái nơi mà các bạn sẽ lưu trữ, thì rất là đơn giản, các bạn bấm lên trên nơi cái nút này để các bạn vào trong các cái xem các kho, và các bạn nhảy phải chuột lên nơi tên kho, các bạn chọn là show in folder. Trong Windows thì các bạn nó sẽ là Explorer, đây trong hệ điều hành Mac là show in folder, hoặc là các bạn ngay trong cái giao diện này các bạn cũng có thể bấm vào open this repository. Thì lúc này nó sẽ mở ra, và đây là cái thư mục mà các bạn sẽ lưu các cái file mà các bạn làm được. Ví dụ ở đây tôi đã tạo ra một cái dữ liệu. Và bây giờ ví dụ là tôi có 2 ngày. Ngày đầu tiên tôi chỉ có là tạo ra một cái file PDF, và tôi sẽ copy cái file này bỏ vào đây. Rồi sau đó các bạn quay lại với cái ứng dụng GitHub Desktop, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái thay đổi. Nó báo rằng là đây là tôi thêm vào. Sau mỗi lần thay đổi như vậy thì các bạn sẽ thực hiện một cái thao tác gọi là commit để mà xác nhận rằng cho cái lần thay đổi này. Ở đây tôi viết cái mô tả là thêm tập tin, thêm báo cáo. Rồi sau khi xong chúng ta bấm vào nút commit to master. Rồi sau khi commit xong thì các bạn sang tab history, các bạn sẽ thấy cái lần commit nào của các bạn. Tuy nhiên cái commit này hiện tại nó chỉ mới nằm ở trên máy của các bạn thôi, mà nó chưa có ở trên server của GitHub. Các bạn cần phải bấm cái nút public branch để đẩy cái lần commit này lên. Ở đây tôi bấm vào đây public branch, nó sẽ push to origin. Đấy. Sau khi push lên xong thì các bạn có thể sang quay lại cái trang web của tích hợp nơi cái kho của các bạn, và các bạn kiểm tra. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó đã thay đổi và nó có thêm cái file mà chúng ta mới thêm vào. Đây là cách các bạn nộp bài. Rồi nếu như mà ngày hôm sau các bạn có những cái thay đổi, có những cái cập nhật gì đó, các bạn cũng quay lại kho, các bạn mở cái file đó ra, các bạn thay đổi, thì trong tích hợp nó cũng sẽ xác cũng sẽ thấy cái sự thay đổi đó, và các bạn muốn đưa cái sự thay đổi đó lên tích hợp thì các bạn cũng tiến hành quy trình là commit, và sau đó cũng lại push lên lại. Ví dụ như bây giờ trong ngày thứ 2 tôi thêm một cái đoạn code chương trình vào trong cái kho này. Bây giờ tôi ở đây tôi copy
cái phần code vào. Rồi, đó, như vậy đây là một cái project C# mới tôi đưa vào. Đó. Và tôi quay lại với GitHub Desktop thì chúng ta thấy là đây nó liệt kê ra tất cả các cái file mà có sự thay đổi. Đó, bây giờ tôi commit, thực hiện commit. Đây tôi viết là, mô tả cho cái lần commit này là thêm code bài tập. Rồi, sau đó bấm commit thì commit xong thì chúng ta lại tiếp tục bấm push origin để đẩy cái những cái thay đổi của chúng ta từ máy tính lên trên hệ thống của thiết thực. Rồi, sau khi tiến hành xong, chúng ta lại quay lại với giao diện của thiết thực của chúng ta đó, và chúng ta kiểm tra và các bạn thấy là ở đây là có cái project mà tôi đã thêm vào. Tóm lại quy trình làm bài tập là như sau. Đầu tiên thì các bạn nên tạo một cái tài khoản trên thiết thực, sau đó các bạn vào trang web là desktop.thiết thực.com để các bạn tải cái ứng dụng thiết thực desktop về máy và cài đặt vào trong máy của các bạn. Sau đó các bạn vào trang web của thầy để bấm vào cái đường link assignment bài tập và bấm vào nút accept this assignment để tạo cái kho nộp bài tập trên thiết thực. Sau đó thì để tải ở cái kho về trên thiết thực về trên máy của các bạn thì các bạn có hai cách, một là bấm vào nút setup in desktop trong cái trang web của kho, hoặc là các bạn mở ứng dụng thiết thực desktop sau đó bấm vào nút clone repository và các bạn tìm cái kho trên thiết thực, các bạn clone về trong máy, và lúc này các bạn nên nhớ cái vị trí các bạn lưu cái kho trong máy của bạn là ở đâu. Tiếp đến là các bạn sẽ làm bài tập. Ở đây các bạn có hai bài tập là bài tập 1 và bài tập 2. Khi làm bài tập 1 các bạn lưu các tập tin của bài tập 1 vào trong cái vị trí thư của cái thư mục của kho ở trong máy của tính của các bạn. Và sau đó thì sau khi đã hoàn thành xong bài tập thì các bạn vào mở cái ứng dụng thiết lập desktop ra, thực hiện commit, và sau đó các bạn thực hiện push to origin để đẩy cái kho ở trên máy của bạn lên trên thiết lập lại. Như vậy là các bạn đã hoàn tất cái việc nộp bài tập.